Vâng, tôi chia sẻ với anh chị cái nội dung là chăm sóc mai vàng. Thì như quý anh chị biết á, cây mai là một cây phổ biến nhất ở miền Nam Việt Nam. Cây rất là có giá trị về mặt kinh tế cũng như là nghệ thuật cũng như là các loại tâm linh. Thì cây mai là cây cho hoa vào ngày Tết. Đó thì cái tên rất đẹp, mai bông là vàng. Thì gần như miền Nam Việt Nam cũng như cả nước Việt Nam. Cứ Tết Nguyên Đán là nhà nào cũng phải có cây mai như vậy. Mà để chăm sóc cây mai thành công ra bông rất là khó anh chị. Thì quý vị thấy đó, cây mai mà để nó kết có bông thì những yêu cầu thế nào, cây nó phải khỏe, cành cây phải to khỏe mập mập mạp, thể hiện sức sống khỏe mạnh, phải có bộ lá nó phải là xum xê và xanh tốt. Chẳng hạn đây chẳng hạn đây, thấy quý chị thấy là bộ lá rất là xum xê và xanh tốt. Chứ còn mà bộ lá mà nó thưa thớt, nó cây nó ốm nhôm, nó dài ngoằn thì chứng tỏ cây yếu thì không thể nào ra bông được. Nếu như vậy muốn vậy thì chúng ta phải có một cái chương trình chăm sóc, cách thức chăm sóc cây mai đặc biệt. Thì cây mai nếu anh chị trồng ở dưới đất thì nó rất khỏe, tuy nhiên cây chậu thì nó hơi khó khăn. Thì anh chị lưu ý một số điều nè, cây mai cần gì, cây mai như mấy cây khác cần rất cần ánh sáng. Nhớ mấy chị trồng mai phải có ánh sáng càng nắng càng mạnh càng tốt, để cây nó vừa thông thoáng vừa quang hợp, để quang hợp cho cây giúp cây tốt. Và một ở trong tự nhiên hiểu chị thấy đó, cái cây mai cũng cần nước cũng như cây khác mà dinh dưỡng, cái nhu cầu sống cây là cần ánh sáng và nước, hai cái nguồn yếu tố không thể thiếu được bất cứ cây nào, đặc biệt cây mai. Thì quý chị lưu ý, qua tìm hiểu chúng tôi gần đây thì cái nguồn nước á, quý chị tưới cây thì không có nguồn nước nào mà nó tốt bằng nguồn nước mưa. Nước mưa chứa một lượng dinh dưỡng rất tốt, do đó chị để ý cứ mùa mưa tới là cây có phát triển xung xê tươi tốt. Nếu chúng ta muốn trồng cây muốn nghiên cứu thì quan sát tự nhiên, thì từ chúng tôi thường là mặc dù chúng tôi là thường xuyên nghiên cứu sách vở, thì chúng tôi luôn luôn quan sát tự nhiên, và từ cái tự nhiên đó chúng ta đúc kết được những kiến thức, những kinh nghiệm để mà chăm sóc được cây mai. Là thấy bất cứ cây nào khi mùa mưa đến là cây nó tươi tốt xum xê, và căn cứ tài liệu học thì chúng ta thấy là cái nước, nguồn nước mưa là cái nguồn nước có dinh dưỡng rất cao cho cây. Thì ngoài cái nước thì cây cũng cần có ánh sáng, do đó chúng ta trồng cây mai trong cái chỗ gặp giống cái làng cây khác che hút thì cây nó không tốt. Thì ở đây thì dù không có thể không sáng lắm, nhưng tôi nói đủ ánh sáng cho cây kiểu theo gì. Rồi cái nói với cái bộ rễ cây, cái cây mà càng tốt càng mạnh khỏe thì cái bộ rễ nó phải là mạnh khỏe, có nghĩa là bộ rễ phải nhiều, nó không phải là chết rễ. Thì muốn rễ nhiều á thì đảm bảo cái chất trồng nó không bị ngập nước úng nước, nó cũng không bị khô. Thử chị lưu ý đi, đối với cái người ta thường trồng cái sơ dừa đó có bất lợi là bình thường cây rất là thoát nước, có nghĩa là mau mất nước, nhưng mà một vài năm sau thì cái sơ dừa nó mang rất một nó làm ra lèn, thành một chất lèn là giữ nước rất cao, do đó là dễ thối rễ cây. Cái trồng sơ dừa thì cũng không phải là tốt anh chị. Hôm sau tôi sẽ chia sẻ anh chị về cái chất trồng cây sao cho nó hiệu quả nhất. Thì đối với dinh dưỡng cây trồng thì không thể trồng ngoài chuyện dùng chất trồng là chất hữu cơ như đất rồi các thứ sơ dừa ra trống, thì trong chất trồng là lưu ý là không cần như không có dinh dưỡng ngoài cái sử dụng đất. Như cái nguồn dinh dưỡng cho cây thì bổ sung cho cây thì phải dùng hai nguồn, một là nguồn phân hữu cơ, hai nguồn vô cơ. Nhưng tôi lưu ý đặc biệt khuyến cáo chị là nên dùng phân hữu cơ, vừa rẻ tiền mà lại vừa là hiệu quả đó, và vừa không có nguy hiểm cho cây. Như chị thấy giống như ở nông thôn thì cái nguồn dinh dưỡng phân hữu cơ rất là dồi dào phong phú, chẳng hạn như gom gạ một đó, gom gạ làm đồng một, rồi là phân gia cầm gia súc đó, và phân gà phân vịt chuồng phân bò là nhưng phải ủ một cái gì phải để quay một, tức là để cho quay một cho phải mới chát, mà chúng ta trồng thì nó không có tốt. Phân gà phân vịt phân bò phân heo
phải ủ cho nó quay mục. Đó, thì sau này để có thời gian qua mục sớm thì ta có thể dùng một số cái hóa chất để mà rải vào để nó làm tăng nhanh cái quá trình mà chuyển hóa của phân. Một trong những cái loại phân hữu cơ mà hiệu quả nhất, ủ giá nhất, chỉ biết cái đó thì coi như phân dơi. Nông thôn người ta thường là dùng phân gì? Một số người ta dùng phân dơi để gãy lúa. Cái dinh dưỡng trong phân dơi rất là cao, và phân dơi hiện giờ là một trong những phân gọi là phân hữu cơ cao cấp nhất, giá trị bắt nhất. Một ký phân dơi cũng phải sắp xỉ 80-100 ngàn, các anh chị ha. Thì ở nông thôn xưa một số cái một số nơi ta làm cái chuồng dơi để cho dơi nó ngủ để đỉa lấy phân, thì phân này để gãi cho cây mai là hiệu quả là ngon nhất. Nó thì ở đây người ta cũng sử dụng phân dơi để gãi cho cây. Thì trong quá trình trồng thì chúng ta nó trộn với phân chất trồng, rồi ta gọi là bón lót. Rồi bây giờ mỗi năm thì chúng ta sẽ tổ chức bón thúc, tức là gãi thêm vô cái các dòng quả chất cây số ít phân dơi và trộn với đất. Tuy nhiên phân dơi cũng có nồng độ kali rất cao, nói chung là chất dinh dưỡng trong cây rất là nhiều, trong phân dơi rất nhiều, là nhiều phân dơi, thấy nó là phân cao cấp đó. Chúng ta thêm phân dơi vô trồng gốc cây để mà trong cây này có nước sung rồi, nhưng ta tăng cường thêm thì trong tầm 2 tháng nữa thì cây nó sẽ phát triển mạnh hơn nữa, và lúc đó thì cũng để cây có sức để mà nó tạo nụ. Để phân đều ra thì chúng ta phải trộn rải vào trong cây, trộn với đất phân để nó giữ được phân mà nó thấm nhiều vào trong cây. Nhưng tôi cảm nhiều quá một chỗ thì cây cũng không tốt đó, nó dễ gây nóng cả. Cây chúng ta sẽ dùng nửa ký phân dơi để chúng ta bón lót trộn với phân, đồng thời là khi bón thúc thì chúng ta phải khoảng 300g 200g thôi, tùy theo cái dinh dưỡng cây ha, tùy theo đất cây. Mình thấy rồi, coi trồng này có rất nhiều cây rau giúp cá, rau này để lớn là ăn sống rất là ngon, làm bắp gỏi bắp giấm rất ngon. Muốn nở phá bỏ mấy cây này cho nó bón mất mấy cây này thôi. Thấy cây này, cây mai dạng này là rất là sung, lá rất là thích, lá xum xê ha. Nhưng ta có bón thêm một số phân dơi nên cây nó chặt khỏe hơn để đủ tết, sau khi mùa mưa này kết thúc thì tết đầy đủ bông. Ơ chào quý chị, hôm nay clip hôm nay là hết. Clip sau chúng tôi sẽ chia sẻ với chị về cái cách thức để mà tạo ra một cái chất trồng cho cái cây hợp lý hiệu quả. Xin chào.